Khoảng 14 giờ ngày 31 tháng 3, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trực tự đô thị, trực tự an toàn giao thông trên đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, các chiến sĩ đội cảnh sát trực tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trực tự xã hội nhận được tin báo của người dân về một trường hợp trộm cắp tài sản đang đòi tiền chuộc. Qua xác minh, tổ công tác đã bắt giữ khi đối tượng đang cầm tài sản của nạn nhân. Làm việc tại cơ quan công an, Lê Minh Huy, sinh năm 2003, thường trú tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế, khai nhận trước đó đã mượn chìa khóa xe của gia đình anh Nguyễn Thế Long tạm trú tại đường nhà chung phường 3. Khi thấy trong chùm chìa khóa này có cả khóa nhà, Huy đã đi làm một chìa khóa mới, sau đó lợi dụng lúc vắng người. Đối tượng mở khóa lẻn vào nhà lấy đi một chiếc iPad. Không phá được mật khẩu nên Huy đã nhắn tin cho nạn nhân về việc mình nhặt được tài sản và xin tiền chuột lại là 2 triệu đồng. Trong lúc chuẩn bị lấy tiền của nạn nhân thì đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện Huy đã được bàn giao cho công an phường 3 thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý.